Johnny English các bạn ạ. Johnny English các bạn ạ. 180.000 đấy. Nếu bây giờ bạn chọn ghế thường nhá, là D7, D6 này, nó rơi khoảng 170.000. Vậy là lệch nhau có 10.000 thôi, thì thà ta chọn cái hàng đỏ đỏ này là cái hàng VIP còn hơn. Đấy, ở phía dưới này nữa là hàng ghế đôi này. Ghế đôi là xem là bao nhiêu nè. Đấy, ghế đôi là 220 cơ. Đấy, bình thường thì mình nhớ là những cái vé vào lúc 22 giờ trở đi thì tất cả vé nó đều đồng giá với nhau, thì lúc đấy mình mới có chọn ghế đôi. Cho nên bây giờ thì mình thấy là chọn ghế VIP là đủ rồi. Rồi, và như vậy là mình đã đặt xong vé của phim Johnny English. Lát nữa thôi thì mình sẽ qua phòng vé để mà lấy vé. Đây, bây giờ là vé của mình đây. Đấy, bàn tay thân thương vừa rồi là của vợ mình. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái vé bỏng nước như này này. Các bạn chú ý nhá, là đi mua vé online ấy, thì là bỏng nước là sẽ được nâng cấp miễn phí lên vị phô mai. Đấy, mình thì mình thích vị phô mai này, chắc chắn là mình sẽ lựa chọn vị phô mai rồi. Đấy, 70.000 thôi. Đấy, còn đây là giá vé đây. Vé hai vé của mình là 90.000. Đấy, nếu mà mình đặt vào sau 22 giờ thì sẽ chỉ còn 60.000 thôi. Rồi, và đây là toàn bộ chiến lợi phẩm của bọn mình đây. Và đây là cái vé của mình sau khi mình đã quy đổi cái vé online ra. Đó, và khi mà các bạn mua vé online ấy, thì các bạn sẽ được nâng cấp bỏng lên vị phô mai miễn phí này. Đó, ngoài ra nữa thì các bạn cũng sẽ được nâng cấp lên cái nước Coca, cái dạng là big size, thì sẽ chỉ mất giá là khoảng 4.000 đồng thôi, chỉ có thêm 4.000 đồng nữa thôi. Đấy, vợ mình thì vợ mình thích uống trà sữa nên là mình sẽ chỉ mua một bỏng và một nước. Thế còn trà sữa này thì bọn mình mua ở bên ngoài. Và như các bạn đã biết ấy, thì cái bộ phim Johnny English nói về một cái điệp viên rất là vụng về do Mr. Bean đóng. Đấy, cái cậu điệp viên này thì có tên là English. Và cậu này thì thực hiện một cái nhiệm vụ, đó là đi tìm cái vương miện của Hoàng gia Anh bị mất. Đấy, thì không biết là khi mà Johnny English trở lại sau 15 năm thì sẽ như thế nào. Mình nghĩ là xem các bộ phim của Mr. Bean thì chắc là mình sẽ cười từ đầu đến cuối thôi. Đấy, bây giờ thì đã đến giờ rồi, 7 giờ 20 tối rồi, bọn mình sẽ bắt đầu đi xem phim và trải nghiệm bộ phim. Và lát nữa thôi thì mình sẽ nói về nội dung của bộ phim này. Tất nhiên là nếu mà bạn nào mà không muốn biết trước nội dung để mà xem cho đỡ nhàm chán ấy, thì các bạn có thể dừng video tại đây. Đấy, còn nếu mà bạn nào mà muốn biết được cái nội dung phim này như nào, cũng như là cái phim này có hay không, thì hãy tiếp tục theo dõi cái video này của mình nhé. Rồi, như vậy là bọn mình vừa mới đi xem xong cái bộ phim Johnny English phần 3. Và thực sự bây giờ cái cảm giác của mình đó là cái bộ phim này cười từ đầu đến cuối luôn các bạn ạ. Đầu tiên nhé, trước khi nói về cái nội dung của phim này thì mình cũng sẽ nói là những cái sản phẩm công nghệ nào xuất hiện ở trong bộ phim này. Đấy, vì mình là người yêu công nghệ mà. Khi mà bắt đầu vào bộ phim thì mình có một cái tình tiết rất là hay. Đấy là có một cái trò chơi. Các bạn biết là trò chơi gì không? Đó là trò chơi Temp Run 2. Không hiểu tại sao lại có cái trò chơi đấy ở đấy. Không biết là Temp Run đã chi bao nhiêu tiền cho cái trò chơi đấy để xuất hiện trên cái bộ phim Johnny English lần này. Tiếp theo nữa là sự xuất hiện của một chiếc điện thoại khá là giống như là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3, khi mà nó có màn hình HD này. Đấy rồi, nhưng mà có một cái cường điệu, đấy là camera của nó lên tới hơn 500 megapixel cơ. Đó, tiếp theo nữa nào, có sự xuất hiện của một cái chiếc điện thoại nữa. Đây, cái này thì nhìn rất là rõ ràng trong bộ phim luôn. Đấy chính là sự xuất hiện của chiếc điện thoại iPhone 7 xuất hiện ở trong cái phim này, cực kỳ là rõ ràng luôn. Và cái tình tiết mà Johnny English bị nhầm cái iPhone 7 của một người khác để trình chiếu lên, có những cái đoạn cười rất là hài hước xung quanh cái chiếc iPhone 7 như này. Và có những cái sản phẩm công nghệ nữa, ví dụ như là cái sản phẩm công nghệ mà cái cậu Volta, một cái nhân vật phản diện ở trong cái bộ phim này, cầm là một cái công nghệ điện thoại mới của tương lai luôn, không viền màn hình. Đấy là những cái sản phẩm công nghệ mà mình nghĩ là xuất hiện ở trong cái video này. Và những cái diễn viên trong phim này thì mình thấy là họ sử dụng iPhone này, iPad khá là nhiều. Và cái bộ phim này là cái bộ phim mà bắt trend theo cái công nghệ 4.0. Đấy, tất cả đều xoay quanh
công nghệ hết. Đấy, công nghệ ở đây là có những cái gì nào? Có cả công nghệ thực tế ảo này, rồi là có những cái công nghệ big data của thế giới 4.0 và nội dung của bộ phim như thế này. Đấy, nếu mà bạn nào không muốn biết nội dung thì bạn có thể dừng video tại đây. Đấy, nội dung phim là nói về việc nước Anh bị hack rất là nhiều dữ liệu và không hiểu tại sao các dữ liệu này lại bị hack như vậy. Và tất cả các cái điệp viên của nước Anh ấy thì đều đã bị phát hiện ra rồi. Đấy, vậy bây giờ họ cần tìm một người điệp viên nào để có thể tìm được ra ai là người hack cái dữ liệu này, cũng như là ai là người kiểm soát dữ liệu của rất nhiều quốc gia khác ở trên thế giới nữa. Thì họ tìm tới một cái điệp viên cũ, chính là Johnny English. Và Johnny English chính là cái điệp viên chính của cái bộ phim này do Mr. Bean đóng. Và mình thấy là Johnny English đóng cực kỳ tốt, có thể coi là rất tốt. Và đi kèm theo cậu ta là một cậu trợ lý nữa, cũng rất là trung thành đấy. Cậu trợ lý này thì đóng tương đối là tròn vai. Và trong cái bộ phim này thì có thêm một cái nhân vật nữ nữa đồng hành cùng với Johnny English. Cái cô này thì là điệp viên người Nga. Và trong quá trình đội thân này chia hiểu nhau ấy, thì cái cô gái này luôn luôn tìm cách để muốn giết Johnny English. Và có rất là nhiều những tình huống hài hước xoay quanh điệp viên người Nga cũng như là Johnny English. Tất nhiên là về cái việc áo giáp không thành rồi. Và cả hai cái điệp viên này thì đều đi tìm kiếm một người có tên là Volta để tìm kiếm bằng chứng chứng minh rằng anh này là người đang kiểm soát dữ liệu của cả thế giới. Cái nhân vật Volta này là cái nhân vật mà muốn Internet ở trên toàn thế giới biến mất, và toàn bộ dữ liệu thì đều phải nằm trong tay anh ta để anh ta có thể kiểm soát. Và khi mà hội nghị thượng đỉnh G12 đến rồi thì anh ta cho cả cái căn phòng chứng kiến là cái việc anh ta kiểm soát toàn bộ dữ liệu của thế giới như nào, và anh ta bắt những cái nguyên thủ quốc gia phải ký kết một cái cam kết với anh ta để cho anh ta có thể kiểm soát được toàn bộ dữ liệu ở trên toàn thế giới đấy. Tuy nhiên là Johnny English, một cái điệp viên rất vụng về, đã cứu cả thế giới bằng một cái tình huống cực kỳ hấp dẫn. Tất nhiên các bạn xem phim thì các bạn mới biết được. Và tất cả những cái tình huống hài hước đều xoay quanh Johnny English, với những tình huống xử lý vô cùng là vụng về, gây ra tiếng cười cho người xem. À mà quên mất chưa nói các bạn đấy, là đầu cái bộ phim này thì Johnny English xuất hiện với tư cách là một thầy giáo. Và kết thúc phim thì tất nhiên tất cả những cái điều gì xấu xa cũng như là tất cả những cái điều gì âm mưu của Volta thì đều bị lộ hết qua một cái tình huống nó rất là hài hước thôi đó. Và các bạn hãy xem phim đi thì bạn mới biết như thế nào. Nói chung là đánh giá bộ phim này thì mình đánh giá là bộ phim này chấm được điểm 8.5/10. Tại sao mình không chấm một cái điểm cao hơn ấy? Bởi vì mình thấy là về nhân vật thì các nhân vật trong phim này ngoài Mr. Bean đóng đạt ra thì các nhân vật khác đều đóng tương đối là tròn vai. Đặc biệt là cái nhân vật trợ lý thì mình thấy là cái nhân vật đó là đóng hay nhất trong số những nhân vật khác đó. Còn cái cô thư ký kia thì mình thấy đóng cũng được. Còn lại thì các nhân vật khác mình thấy đóng cũng bình thường thôi. Nhân vật Volta thì không có quá nhiều những điểm nổi bật. Còn về cái độ hay của cái bộ phim này so với cả hai cái phần trước của Johnny English thì mình thấy là cũng chỉ ở mức độ hay bằng thôi, chứ chưa thể hay hơn được. Có lẽ là bởi vì cái bóng quá lớn của những bộ phim trước kia nó đã quá hay rồi, khiến cho bộ phim này trở nên tròn vai. Tuy nhiên là mình nghĩ là đây là một bộ phim cực kỳ đáng xem và cực kỳ hay, và các bạn cứ đi xem đi, cười từ đầu đến cuối luôn đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu mà các bạn muốn mình xem những bộ phim nào nữa, cũng như là muốn mình review về những bộ phim nào nữa, cứ để lại ngay comment phía dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.